Cửa hàng Nhà Nông Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hàng siêu hệ, siêu VIP nha anh em nhé. Duy nhất chỉ có một em tại cửa hàng thôi ha. Lo cửa hàng sang được một em. Máy cưa hàng Estin, mã số là 020T, tay cụt nha mọi người. Một em máy hàng tay cụt mạnh nhất trong các dòng máy cưa của tay cụt nha mọi người. Đó, nói về dòng tay cụt là em này là mạnh nhất rồi anh em nhé. Rất là mạnh. Đây, nòng của nó là 40 ly. Nghe cực kỳ đã, cực kỳ bốc luôn anh em. Dòng này thì rất là nhiều anh em gọi là đang săn lùng ha. Đó, tại vì nó rất là ít, lâu lâu có một em nha mọi người. Đó, nên là bởi vì nó máy rất là mạnh nên là những anh em thợ cưa ấy dường như rất là kết dòng máy này ha. Đó, mình hạ gốc được mà leo tiểu cành được luôn nha mọi người. Đó, thoải mái, mạnh. Đấy. Nói chung là thả ga. Em này nói chung là ngang một cái em máy tầm trung nằm đứng nha mọi người để anh em đi khai thác nhé mọi người. Đó, chứ không phải là em nhanh nhỏ ha. Đó, tay cụt nhưng mà mã lực rất lớn. Được sản xuất tại Đức này. Đó. Thì trước tiên em đã tháo cái bộ phận lọc này anh em thấy không? Có thể thấy màng lọc nó này. Còn nguyên nha, nguyên zin nguyên bản luôn mà đầy đủ đồ luôn. Đó, đợt trước về lấy về nó còn mất cái lọc tùm lum này luôn hoặc mất cái nắp này. Đó, nhưng mà đợt này may mắn sao lấy đầy đủ luôn. Không có mất một cái gì hết. Này anh em thấy không? Đó, tất cả con ốc của nó là còn nguyên này. Đó, máy rất là đẹp nha anh em nhé. Này nó ốp bên trên này nó vặn vàng nha mọi người. Này. Nói chung là máy này thì siêu VIP rồi. Anh em mà xài là cắt hạ gốc này nọ thì thôi chứ khỏi phải suy nghĩ luôn. Duy nhất một em thôi, lâu mới có một em nha mọi người. Thì giá trị của nó của em này thì cũng rất là cao nha anh em nhé. Đấy, dành cho anh em nào là mình biết mua hệ này, biết chơi thì mới mua được nha mọi người. Nó giá bởi vì giá nó không rẻ ha. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh thì nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem nhé. Lam cái này để sử dụng lam tổng độ dài là 35cm, mà các cây là còn 30 xích 91 nha anh em. Đấy, lam xích còn khá là đẹp nha. Các đầu rãnh chưa dập, đầu chưa tè, nước sơn còn nguyên trên cái lam này. Đó, xích này thì đã rúa sẵn nha, xích rin theo máy luôn nha mọi người. Đấy, cũng còn khá là dày nha. Về anh em chỉ việc cắt thôi. Ốp lam là vặn trực tiếp bằng khóa 19 nha. Đó, bên phía mặt má ốp lam anh em có thể thấy không? Đó, cũng còn khá là sáng. Thì ở đây nó có cái con ốc tăng xích này. Đó, nằm ở dưới này nha mọi người. Đó. Lốc mặt tiền là trước đây. Độ chày chùa ít nha mọi người, mã số series của máy này. 12998442426 nha mọi người. Đó, mã số series đây ha. Đấy, khi anh em nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng, xem hàng đúng mẫu máy, đúng mã số series mình nhận nhé mọi người. Đó, có hàm vòng là sắt nhọn này. Đó, lốc mặt tiền độ chè chùa ít ha. Thì đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bô trơn lam xích nhá. Nắp đằng sau này là xăng pha chứa mới nhớt nha mọi người. Bên phía mã hộp giật thì tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn này. Estin mặc in gạc mani, nó được sản xuất tại Đức nha mọi người. Chỉ có một em duy nhất thôi. Đó, lâu lâu mới về được nha mọi người. Đây, đây là cái móc đằng sau để cho nó cặp vào hông của để anh em leo trèo ha. Đấy. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tới máy nhá. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Cho hơi nhỏ nhé. Này nó phải chỉnh thêm ga ti mà giờ nó chưa có vít chỉnh ở đây. Không có chỉnh được ha. Lâu lâu tắt máy nó nhỏ quá. Đó, công tắc ngay đây nha mọi người. Đẩy lên đẩy xuống này, e gió là thuận tiện này anh em ha. Đó, nói chung là một em máy cưa xích hàng tay cụt mạnh nhất trong dòng máy cưa hàng tay cụt mini nhỏ gọn nha mọi người. Đó, mã lực lớn nhất nha.
rất là lẹ, rất là bốc. Anh em có thể hạ gốc, tỉa cành thoải mái, thả ga luôn nha. Nếu anh em nào có nhu cầu sử dụng máy Classic Estin hàng VIP này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289 01 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé.